Là bắt đầu nhá, tôi tổng kết lại hai cái buổi hôm trước tôi đã nói về cái dữ liệu list. Thì list là cái mà là một trong dữ liệu quan trọng nhất của Python và của mọi ngôn ngữ lập trình. Nó là kiểu dữ liệu nó là chính là kiểu dữ liệu mảng. Nó bình thường nó là một cái list, nó là một cái bảng một một chiều. Thì tôi chú ý một số chú ý này. Một số những cái điều chúng ta cần phải nhớ lại một chút của cái đặc trưng của cái dữ liệu list nhé. Để tôi nhắc lại một số về cái dữ liệu list nhé. Thì nó chính là mảng hay là danh sách sạch nhé. Hay là chúng ta có thể dùng từ dãy được. Khi ta chú ý này, nó là kiểu dữ liệu như sau này, nó là kiểu dữ liệu được là nó là một số cái đặc trưng mà chúng ta chú ý là nó là một cái nó là một dãy các phần tử có thứ tự. Hôm nay nó là một dãy, nó là một dãy các phần tử có thứ tự. Nó có thể là truy cập bằng chỉ số đánh số từ 0 cho đến len len của đối tượng chỉ một nhé. Và đặc điểm của cái list ở trong Python nó khác với Pascal là nó không cần khai báo này, nó có độ dài động này, nó không phải độ dài cố định này, và nó không hạn chế cái không yêu cầu là các phần tử phải cùng một kiểu ký tự, cùng 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 kiểu dữ liệu. Nó rất là đa dạng. Rồi, thế bây giờ chúng ta chú ý là nó có thêm lệnh rất quan trọng là nó có lệnh duyệt trực tiếp. Lệnh duyệt trực tiếp trên các phần tử, trên từng phần tử. Thế đây là điều rất rất quan trọng luôn nhé. Mình là for x in a hai chấm xong là làm gì đó ở đây nhé. Lệnh như này, lệnh các lệnh phải thực hiện duyệt. Vậy thì for x in a là một kiểu đối tượng list. Chúng ta có thể truy cập mà chúng ta có thể dùng cái lệnh là for x in range len a cũng được, nhưng mà đây là cái lệnh là for x in a là duyệt trực tiếp trên cái đối tượng list. Thì đây là một cái lệnh rất quan trọng. Rồi tiếp theo là nó có cái chúng ta có cái toán tử in. Mình là x in a. Đấy, đây là một toán tử, nó sẽ trả về là true nếu nếu a chứa chứa x, và nó trả về là false nếu a không chứa x. Đấy. Được rồi. Tôi nói tiếp một chút các đặc điểm của nó. Nó là kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ gì? Nó hỗ trợ cho khái niệm là vùng chỉ số, hỗ trợ vùng chỉ số thì nó gọi là slicing, tức là nó hỗ trợ như sau. Hỗ trợ là a, nó hỗ trợ là mô tả một cái dãy con, một cái mảng con của a bằng cách mô tả như này. Đấy. Tổng cách là dùng các cái tham số là start xong hai chấm stop hai chấm step. Đấy, thấy chưa? Thì cái biểu biểu thức này thì mô tả như sau. Ở đây là vị trí bắt đầu, start vị trí bắt đầu, và bước các phần tử của nó là bước theo step và dừng lại trước stop. Thì mặc định cái này mặc định là zero, step mặc định là một, còn cái stop này là làm nếu không 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 có thì nó tùy thuộc vào start, tùy thuộc vào step, nhưng mà mặc định nó sẽ là đầu đầu hoặc cuối hoặc là cuối dãy. Đấy. Thì cái vùng số này rất là hay, nói chung là rất là hay. Tiếp theo nữa rất quan trọng là nó là cái kiểu dữ liệu là gì, nó là kiểu dữ liệu là khả biến. Đấy, kiểu dữ liệu khả biến. À, biết cho phép chúng ta là thay đổi từng từng phần tử một, thêm bớt các cái
thêm bước các cái phần tử vòng vòng một kia một cái đối tượng. Chúng ta chú ý lại đây nhé, khi tôi viết là a bằng như thế này 1 2 3 thì tức gì, tức là a là cái tên được trỏ vào, a sẽ là cái tên được trỏ vào một cái đối tượng, cái đối tượng ở trong Python, một cái object, một đối tượng mà đối tượng này nó có giá trị là 1 2 3. Trong một cái đối tượng ở trong Python nó có bốn cái ô này, nó có bốn cái thuộc tính, cho nó có một cái thuộc tính là giá trị, giá trị của nó là bằng là 1 2 3. Còn nó cũng có gì chắc các thuộc tính khác như là kiểu này hay là ID này vân này. Cái này hôm trước tôi cái này thì tôi không không làm nó sẽ giáo khoa trên, nó là phần nâng cao thì tôi không nói kỹ ở đây, nhưng mà hôm trước tôi đã có một cái buổi nói riêng ra hỗ trợ cho các giáo viên, tôi đã mô tả kỹ cái này rồi. À, tôi nhắc thêm là buổi sáng mai là các bạn có gian, các bạn cũng nên tham gia một cái buổi sáng mai, tôi có một cái buổi gọi là củng cố nâng cao thì tôi cũng nhắc lại cái này nữa nhé. Như vậy nó là dữ liệu khả biến, đó. Tức là ví dụ khi chúng ta gõ là a chấm append một, đây là một cái lệnh mà bổ sung một phần tử x nào đó để bị x chỉ vào cuối của a. Nhưng mà cái lệnh này, các bạn, lệnh này là lệnh nó chạy luôn nhưng nó không trả lại giá trị gì cả. Nó làm cái lệnh như là nó làm cái lệnh chạy như là một thủ tục, như là một lệnh và nó không trả lại giá trị. Như vậy là nó cập nhật luôn vào a. Khi chạy lệnh này thì a thay đổi luôn. Như này thì a cái giá trị a thay đổi này, giá trị này thêm này, nó sẽ bổ sung là sau cái giây này xong thì nó sẽ giá trị của nó sẽ bằng là 1 2 3 và x thì nằm ở đây. Đấy. À, vị trí của công thức này đứng đứng nguyên không thay đổi, vẫn là chỗ đó, a vẫn chọn vào đây, đấy. Thì đây là cái lệnh này, bạn thấy rất là rõ, đây là một cái để mô tả, đây là một cái phương thức của list mà nó là chạy như một cái lệnh mà không trả lại bất cứ giá trị nào, À, lát nữa chúng ta sẽ học sang cái string, cái sâu, chúng ta sẽ thấy là nó có sự khác biệt. Nên thì khi các bạn mà gõ như cứ biết là a nhé, a này bằng này 1 2 3 nhé, 2 3 nhé, sau tôi bổ sung a chấm pen 10 chẳng hạn, enter. Đấy, các bạn thấy nó không chạy cái gì cả, nghĩa là cái gì, nó im im lìm. Như vậy nó là chạy như là một cái lệnh, và sau lệnh này thì giá trị 10, số 10 được bổ sung vào cuối của dãy a, a vẫn không hề thay đổi, a vẫn là vẫn chọn vào chính đối tượng đó, nhưng mà cái giá trị của đối tượng đó là thay đổi. Thì chính cái đó, chính cái điều mà khi người ta mô tả một đối tượng mà cho phép thay đổi giá trị thì người ta gọi đó là đối tượng, đó là khả biến. Như vậy cái dữ liệu khả biến là dữ liệu mà nó cho phép là thay đổi giá trị của cái đối tượng đó nhé. Thì những điều này là điều mà nó hơi nâng cao một chút nhưng mà chúng ta nên biết rồi. Thì như vậy đây là ngoài ra thì list nó hỗ trợ thêm, nó hỗ trợ tổng cộng là nó hỗ trợ thêm là 11 cái phương thức mà hôm trước tôi nói hết rồi đấy, phương thức trong đó sách giáo khoa chỉ viết chỉ mô tả 4 phương thức thôi. Thì sách giáo khoa kết nối thì sách giáo khoa kết nối thì mô tả 4 phương thức là một là append, hai phương thức là clear, ba là phương thức remove, là xóa lại phần tử, clear là xóa xóa toàn bộ, và phương thức cuối cùng là insert. Thì thành ra đây là 4 phương thức để mô tả trong sách giáo khoa kết nối chính thức. Còn sách giáo khoa, tôi nhớ sách giáo khoa cánh diều thì họ mô tả 4 phương thức khác, một là append, hai là insert, ba là pop và bốn là sort. Đấy, thì như vậy là hai sách giáo khoa này viết khác nhau. Thì người sách khoa gánh diều nó họ không hiểu sao họ lại quên, nó không nói cái lệnh clear và không nói cái lệnh remove, nó chỉ có là append insert thì đúng rồi, và nó đưa vào hai lệnh này thì theo tôi là không cần thiết. Hai lệnh này chỉ dùng trong lên lớp 12 mới học.
Đấy, thì như vậy là sách giáo các sách khoa nó cũng rất hạn chế đưa ra một vài lệnh thôi, nhưng mà giáo viên chúng ta là nên, theo tôi thì giáo viên chúng ta nên biết toàn bộ 11 phương thức này. Đấy. Đấy, như vậy tôi vừa mới coi như tôi tổng kết lại những cái phần mà hôm trước tôi có đưa cho các bạn làm chơi 10 10 cái bài đơn giản nhất ở trên 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 đó đúng không? Thì các bạn thấy, các bạn tôi thấy một số bạn đã làm rồi cũng có đúng, các bạn làm đúng, các bạn làm sai nhé, mà không quan trọng, chúng ta làm quen thôi. Thì khi nào có điều kiện thì tôi sẽ chữa cái bài này, khi nào có điều kiện nhé. Thì đó là những bài rất là dễ, không có gì, hầu như rất đơn giản. Tuy nhiên những bài này đều có thấy là cái bài tập lập trình là như vậy là nó có nhiều đề giải lắm. Các bạn có thể một cái bài rất đơn giản nhất thôi cũng phải có hai ba hàng chục giải khác nhau, như vậy là có thể có 10 bạn giải một cách khác nhau thì đều là không sao cả. Chuyện hết mới là đúng là được. Chúng ta hiện nay chúng ta chưa học đến cái khái niệm là tính tối ưu của thuật toán như thế nào cho nó hợp lý nhất, thời gian là đúng hay là sai, thời gian là tối ưu hay chưa, dùng thuật toán gì như vậy, cái đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái kiểu đối tượng dữ liệu quan trọng nữa, rất quan trọng nữa là kiểu dữ liệu là sâu sâu ký tự. Hôm nay chúng ta sẽ học sang kiểu sâu ký tự. Thì đây là cái sâu ký tự, thì đây là cái kiểu dữ liệu rất quan trọng cùng với list, cùng với mảng. Thì sâu ký tự là một trong là hầu như là một trong những cái kiểu dữ liệu quan trọng, rất quan trọng ở trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Thì sâu ký tự chẳng qua nó là một cái văn bản thôi, một dãy các ký tự. Chuyện nó rất quan trọng vì con người ta làm việc với chữ viết rất là nhiều, thì sâu ký tự là kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ làm quen với các văn bản đó và cách xử lý văn bản. Tổng quát là như vậy, thì sâu ký tự có áp dụng rất là nhiều ở trong thực tế. Rồi thế thì nhưng mà chúng ta học cái cơ bản nhất là về sâu, từ những cái ban đầu của sâu. Đấy thì sâu thì ở trong Python thì trong cuốn sách cái trước tôi đã viết ấy, thì học sinh học ngay từ đầu cái khái niệm là sâu rồi, nhưng mà chỉ học sơ qua để biết thôi. Còn sang cái bài này là cái bài mà bùng nổ chương trình rồi đấy, là cái bài học sâu hơn về sâu, học liên quan đến xử lý sâu. Còn cái phần đầu tiên là chúng ta chỉ học cái cách chúng ta mô tả một câu như thế này thôi, vị như này. Thì để tạo ra một câu thì có thực ra có bốn cách. Một là chúng ta dùng dùng gì dùng hai dấu sâu nằm trong hai dấu nháy kép. Cách thứ hai là mô tả trong hai dấu nháy đơn cũng được. Cách thứ ba là mô tả trong trong dấu ba nháy kép được, ba dấu những nháy kép. Và cách nhầm đấy, cái là nó báo lỗi ngay nhé, ba kép này, ba kép hoặc là ba đơn, ba nháy đơn đấy, đều được hết nhé. À, chính xác. Như vậy là về mô tả sâu thì có bốn cách mô tả sâu. Nếu chúng ta muốn đưa những cái dấu dấu nháy cơm, nháy đơn, nháy kép ở bên trong sâu, chúng ta phải khéo léo để mô tả. Ví dụ nhé, khi tôi viết là như này, tôi viết là như này, em bé là gì nhỉ, em bé nói mẹ ơi, thì nếu chúng ta viết để dấu nháy kép như này thì ta viết là em bé nói mẹ ơi, mẹ ơi thì chúng ta sẽ phải để cho nháy đơn đấy. Nếu mà đây mà chúng ta để nháy thì là sai, thì nó sẽ máy móc lỗi mẹ ơi đấy, xong bia lại nháy kép đóng lại là thì được. Thế này được, thế này thì lên thì nó hiểu đây là đóng. Khi mà chúng ta gõ dấu nháy kép thì nháy kép lần thứ hai nó sẽ là đóng đóng dấu lại, thì ở giữa chúng ta tha hồ để nháy nháy đơn đấy. Enter này, như vậy thì là như này, đấy, là em bé nói mẹ ơi. Nhưng chúng ta muốn em bé nói mẹ ơi mà là nháy kép thì làm như sau. Chúng ta viết là s thì bằng nháy đơn em bé nói, xong đây là nháy kép thì được. Đấy, mẹ ơi. Nháy kép, sau là nháy đơn kết thúc thì không sao. Được chưa? Thì nó vẫn đúng của bạn là bắt đầu bằng nháy đơn và kết thúc bằng nháy đơn, thì ở giữa chúng ta cho nháy kép thoải mái ở giữa. Đấy, thì đây chúng ta biết này cũng không sao. Enter thì S thì nó sẽ là em bé nói mẹ ơi, và mẹ ơi này là nằm nằm trong nháy kép. Đấy, nó không sao cả. Đấy, chú ý nhé.
Rồi bây giờ tiếp theo này. Như vậy S là trong trong Python là một dãy các ký tự Unicode, Unicode hoàn toàn nhé, hỗ trợ Unicode ngay từ đầu đầu tiên là hỗ trợ Unicode. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vì như vậy S là một dãy các ký tự Unicode, và nên chúng ta mà học tiếp thoáng qua chúng ta sẽ thấy là cái mô tả dãy mô tả sâu giống hết như là mô tả sâu ở trong Pascal nhé. Rồi đây chúng ta việc S là đây, S của tôi là như này nhé. Xong khi đó tôi sẽ mô tả như sau này, khi tôi cũng có lệnh này. Như vậy là có lệnh len của S thì là mô tả cái số các lệnh các ký tự của S thì. Rồi. Tiếp theo chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử của sâu S, S0, S0 đây. Chính là sâu, đây là ký tự đầu tiên của S thì chính là chữ E, và cuối cùng ký tự cuối cùng của cái này chính là đây là 16, chúng ta là 16, hay là có thể viết là len len của S trừ 1. Thấy chưa? Đấy, thì nó chính là ký tự cuối cùng của sâu này, chính là cái dấu nháy kép đấy. Chính là dấu nháy kép này. Thì đây là ký tự đầu tiên nhé. Ký tự cuối cùng là dấu nháy kép. Đó. Nhưng mà chúng ta có thể truy cập vào vào từng phần tử, từng ký tự một của sâu, giống như là chúng ta truy cập vào đối với mảng, đối với list. Chúng ta như vậy là, sâu cũng như vậy là được, chúng ta có thể lấy ra từng ký tự một bằng cách là truy cập vào nó theo từng chỉ số từ 0 cho đến len của S trừ 1. Giống cách cách viết là giống hệt như là đối với list. Đó, và sau đó chúng ta có thể duyệt từng ký tự một ở trên sâu thoải mái. Chúng ta dùng là for, có hai cách, là một là for i in range len s, đây là duyệt nhé, duyệt rồi chúng ta print kia cái si này ra đấy, đúng không? Xong bây giờ chuyển cho một hàng ngang đi đấy, enter, nó sẽ in ra nhé. Đấy, y hệt như vậy luôn. Để thêm một tí, alo. Gì đây? Mình đang bận dạy học nhé. Mình lát nữa 9 rưỡi bạn gọi lại nhé. Mình đang dạy nên thế nhé. Rồi, cái khách nó lại hỏi nó chậm quá. Nhưng mà đây là cách bình thường cho biết rồi, là duyệt từng phần tử một của từng ký tự một của sâu bằng cách là dùng cái lệnh for in range. Cách thứ hai nhanh hơn là for, thì mô tả các ký tự tôi dùng là for ch in s này, rất là nhanh, thì biết như này. Cách thứ hai dễ hiểu hơn, nhanh hơn mà chúng ta print. Tôi hay dùng khi dùng ký tự tôi dùng cái từ ch là viết tắt của cái từ là cha, cho nó dễ nhìn đúng không? Print ch đây. Yeah, xong n trên một hàng ngang cho nó dễ. Đấy, thì nó giống hệt như vậy. Như vậy là sâu ở trong các bạn ghi nhớ là sâu ở trong Python là một dãy các là một cái dãy các ký tự, các ký tự Unicode, và chúng ta có thể thực hiện các lệnh duyệt ở trên sâu đó bằng cách hoặc là dùng lệnh for in range của len s, hoặc là for ch in s là nhanh nhất, được chưa? Đấy. Như vậy đây đây chỗ này chúng ta thấy là sâu, chúng ta xử lý với sâu là giống hệt như trong Pascal, và cũng giống như là đối với giống là đối với mảng. Rồi nhưng mà tới giờ phút này, tới chỗ này là khi mô tả sâu là nó là một dãy các ký tự, và cách làm việc của nó cũng giống như là đối với mảng. À, thêm một cái nữa là sâu cũng hỗ trợ hoàn toàn cho vùng chỉ số đây S gì. Tôi muốn lấy ra một cái số con S gì, bắt đầu từ ký tự số mà đây là S là cái này nhé, B là S, à, đây là S, nó bắt đầu từ vị trí số 1, sau đó là kết thúc vị trí 7 chẳng hạn. Đấy, thì đây là một số con như vậy, thì nó trả lại giá trị, nó trả lại nhé, nó trả lại là số con là m bé n. Đấy. Chúng ta muốn mô tả một cái số con mà viết viết ra các ký tự của s theo theo chiều ngược lại thì làm như sau. S đây
trừ 1. Đây là cách viết. Nếu mặc định, nhưng mà đây là trừ 1. Đây là trừ 1 thì mặc định start của nó chính là cái phần tử cuối cùng của sâu. Cái chỗ này mặc định là đầu sâu, thì như vậy đây chính là cái sâu S được một được được viết ra với thứ tự là ngược ngược lại so với ban đầu. Đây chính là cái ngược lại. Rất là nhanh, giống hệt cái này là cái đối với vùng chỉ số này thì giống hệt như là đối với list. Như vậy tới đây chúng ta thấy là tất cả những thao tác bình thường duyệt truy cập từng phần tử của một của sâu là giống hệt như là đối với list, và cũng giống như là đối với sâu ở trong Pascal. Được rồi, nhưng mà tới đây là dễ, bây giờ bắt đầu từ đây chỉ đi là bắt đầu khó này, là khác này. Bây giờ chúng thấy nhé, chúng ta bắt đầu khác này. Như vậy là cái sâu ở trong Python là kiểu dữ liệu là bất biến, không cho phép thay đổi từng phần tử. Đây tôi viết s thì tôi viết là không đây, phần tử không đây, tôi muốn thay đổi bằng một cái nào đó thì a lớn nên thay đổi được không, may lập tức là báo lỗi ngay. Đây, như vậy sâu là kiểu dữ liệu là bất biến, không thay đổi được giá trị của nó. Chúng ta chú ý nhé, đây là cái khác biệt đầu tiên, là cũng là khác biệt rất là cơ bản so với sâu ở trong Pascal. Sâu trong Pascal thực chất nó là một cái mảng, theo đúng nghĩa mảng các ký tự. Và ở trong Pascal và C thì ký tự, bản thân khái niệm ký tự đấy, nó là một kiểu dữ liệu. Như vậy là sâu chẳng qua là một mảng các ký tự thôi. Mảng các ký tự thì đúng nghĩa là mảng, mảng theo đúng nghĩa là array của Pascal. Nhưng thằng Python thì không. Python thì sâu là một dãy các ký tự thì đúng rồi. Nhưng mà ở trong Python thì không có kiểu dữ liệu là ký tự. Đấy, không có. Thì trong Python ký tự để hiểu như nào? À, nhưng mà trong Python để hiểu ký tự là gì? Ký tự ở trong Python để hiểu là một sâu có độ dài là một. Thì các bạn chú ý nhé, chúng ta ghi theo tôi, chúng ta ghi chép để lại một chút. Tức là sâu này, sâu ở trong Python này chúng ta hiểu nó chính là một dãy các ký tự. Một dãy các ký tự Unicode nhé. Tuy nhiên nó không phải là một cái list các ký tự Unicode, nó không hoàn toàn, nó không có kiểu dữ liệu là list nhé. Và mặc dù là sâu là hỗ trợ rất nhiều những khái niệm mà chúng ta đã biết, là truy cập từng phần tử một này, duyệt theo từng ký tự một này, vân vân, và có khái niệm là vùng chỉ số. Tuy nhiên sâu là kiểu dữ liệu như sau: sâu là kiểu dữ liệu slow là kiểu dữ liệu bất biến. Đây, các chúng ta ghi lại nhớ lại nhé, bất biến. Tức là chúng ta khi chúng ta tạo ra một sâu rồi chúng ta không thay đổi được nó nữa, cứng luôn. Bất biến. Nhớ lại một chút, ở trong Python các kiểu dữ liệu chúng ta biết từ đầu: in này, kiểu dữ liệu là float này, kiểu dữ liệu là bool này, và kiểu dữ liệu là string này, là những kiểu dữ liệu bất bất biến. Bất biến. Còn kiểu dữ liệu list mà chúng ta học vừa xong, nó là kiểu dữ liệu khả biến. Khả biến. Còn kiểu dữ liệu hôm trước tôi nói vài vài câu đấy, kiểu dữ liệu là cái ống ấy, là cái dãy hằng ấy, thì kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu là bất biến. Thì các bạn chú ý nhé. Chứ cái này thì học sinh cũng không không được học, không, chúng ta không có nhắc cho học sinh khái niệm là bất biến hay là khả biến. Tuy nhiên là theo tôi giáo viên là nên biết, vì đây là những khái niệm rất là cơ bản, nằm trong cái gọi là cái nền tảng để thiết lập toàn bộ lên lên toàn bộ cái mô lập trình Python. Đó là nó rất cơ bản. Những ai mà học Python dù học nhiều đến mấy thì học nhiều lập trình thành thạo đến mấy, nhưng mà không không hiểu khái niệm lẫn lộn khái niệm là bất biến và khả biến thì sẽ không không thể học sâu được, không đi sâu vào những vấn đề được. Cho nên tôi nói như vậy là nó rất quan trọng. Như vậy là sâu là kiểu dữ liệu là bất biến nhé, và chính vì bất biến cho nên sâu nó mặc dù nó là một dãy các ký tự, nhưng mà nó không phải là một mảng các ký tự. Mặt khác, trong Python không có kiểu dữ liệu là ký tự, cho nên ở trong Python chúng ta nó hiểu như sau: nó hiểu là một cái sâu mà có độ dài một thì chính là ký tự. Như vậy nên ở trong Python nó hiểu rất đơn giản là ký tự là gì. Ký tự là một sâu có độ dài là một, được chưa? Đó, thì nó xử lý như vậy.
Được rồi, thì bây giờ chúng ta quay lại cái liên quan đến sâu nhé. Như vậy là chúng ta hiểu về sâu rồi, bây giờ tôi đầu mô tả thêm những cái mà nó không phức tạp hơn này. Như vậy sâu là nó hỗ trợ lệnh for và lệnh in. Như vậy khi tôi viết là AS thì bằng này, AS viết lại bằng nội nhé. Đấy. Thì tôi có thể viết là in. Khi mà tưởng vì sâu là một dãy các ký tự cho nên chúng ta có hiểu vì là có cái lệnh là toán thử in. Ví dụ tôi toán thử là chữ A nó có nằm in ở trong S hay không đấy, thì nó trả lời là gì, trả lời là false. Trong khi đó cái chữ A thường thì lại in S thì lại yes thì lại là à tôi mất, còn chữ A thường là chữ A in S thì lại là true. Nhưng mà cái lệnh toán thử in của S thì nó mạnh hơn, nó không phải là kiểm tra xem một ký tự có nằm trong S không, mà nó kiểm tra xem một số con có nằm trong S hay không. Đó, một số con. Như vậy là cái lệnh tổng quát của lệnh in là gì, là lệnh cái tắp một cái substring có in ở trong một cái string hay không, mạnh hơn như này. Đấy. Thì ví dụ nhé, có thể mô tả là như này, chữ Hà đây, Hà có nằm ở trong S hay không đây, thì nó là true. Như vậy này mạnh hơn nhé, như vậy là cái toán thử in là nó mạnh hơn, nó khác một chút so với toán thử in của list. Toán thử in của list là kiểm tra một phần tử có nằm trong một dãy hay không, chứ nó không có cái nó không phải kiểm tra một cái dãy con nằm trong dãy mẹ hay không, không có. Nhưng mà sâu thì có, toán thử in nó kiểm tra xem một số con có nằm trong số mẹ hay không. Đó, nên đây là một sự khác biệt nhé, khác biệt so với list. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi này, nghiên cứu này. Thế thì đối với S là cái khái niệm sâu, nó làm các là làm kiểu dữ liệu mới, thì chúng ta tải nó ra. Thì nó là kiểu dữ liệu là STR. Và bản thân cái STR nó làm cái hàm. Hàm này là cái hàm để biến đổi các cái kiểu dữ liệu từ các cái trở về trở trở về sâu. Bây giờ tôi biết là 16 thì nó trả lại là sâu 16 về str là true như này, cái dữ liệu thì nó trả lại giá trị là cái sâu là true. Mà chú nhé, str mà của một cái list này 1 2 3 thì nó trả về cái gì, nó trả về làm cái sâu mô tả cái list đó. Vậy str nó là như vậy. Để ngược lại nhé, ngược lại list là làm cái hàm, hàm này là hàm nó biến đổi các kiểu dữ liệu khác biến đổi các kiểu dữ liệu khác về dữ liệu list, nhưng mà không phải tất cả những biết viết là 12 18 máy báo lỗi ngay là không được, nhưng mà list list của kia range thì được. Đấy, lên 10 thì nó trả về list của range 10 là trả về cái gì, trả về cái dãy là cái list gồm các số từ 0 đến 9. Đây, trả về trên cái hôm cho thấy là vì tôi mô tả là 100 như này, tôi có thể dùng cái lệnh là list, tôi có thể viết là a bằng list range n, thì nó trả về cái dãy của mỗi 100 phần tử từ 0 cho đến 99. Thấy không nào, vậy là list. Như vậy tất cả các tên tên của những kiểu dữ liệu ở trong Python đồng thời đó là đều là những cái hàm để chuyển đổi dữ liệu hết. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem cái list list của list s là cái gì. Đấy, nó trả về là một dãy các cái ký tự này, h hà dấu cách này, n nội y. Thấy không nào, đây là cái list. Được rồi, thế bây giờ chúng ta đã biết là như vậy S là kiểu dữ liệu sâu. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là sâu nó có những cái phương thức gì. Chúng ta dùng lệnh đi S và thấy là đi và thấy là sâu nó có rất là nhiều cái rất là nhiều các cái phương thức, nhiều lắm, nên không thể học hết được. Thì mà tôi sẽ trình bày các bạn là dữ liệu, các bạn một số những cái ấy nhé, một số những cái phương thức đơn giản này, đơn giản. Trong sách giáo khoa thì mình không viết, nhưng mà nhiều khi đều mặc định hiểu là học sinh phải tự phải biết. Mình rất rất nhiều những bài tập liên quan đến xử lý số, liên quan đến xử lý chữ, mà hiển nhiên là
Qua học sinh phải biết vì nó quá đơn giản. Tôi ngay ví dụ ngay bây giờ. Ví dụ nhé. Đây, thì việc đầu tiên là tôi nói các bạn là hai cái hàm rất là quan trọng mà trong sách cũng có nói và chúng ta phải nói cho học sinh biết. Một là cái hàm, nó có hai cái hàm. Một cái hàm là gì? Một cái hàm là order. Đây là cái hàm là đối tượng của nó là một ký tự, là một ký tự bất kỳ, và trả lại là số thứ tự của ký tự này trong bảng mã Unicode. Nhưng mà đây là cái trả lại cái vị trí của cái chữ cái A trong bảng mã Unicode. Đây thì là 65. Biến cái hàm ngược lại của hàm OR là hàm HR, là cái hàm là chỉ lại chỉ ra cái em trả lại ký tự Unicode tương ứng với cái giá trị cái chỉ số của nó. Vậy là cái CHR 65 là trả lại cái ký tự nằm vị trí 65 của bảng mã Unicode để trả lại chỉ là A. Như vậy là hai hàm là ngược nhau, thế không nào? Thì cái hai hàm rất là hay nhé. Bây giờ tôi thử mô tả cái tự phức tạp hơn nhé. 1.000 là cái gì nhé? 1.000, đây là cái tự thứ 1.000 ở trong bảng mã Unicode, nó là cái tự này CHR của cái 1.200 nhé, là cái gì, nó là cái tự này. Bây giờ kiểm tra cái order của cái tự D hoa, là cái tự là 272 nhé. Bây giờ viết là CHR của 272 là D hoa. Được chưa? Điểm hay nữa này, tôi lên một hàm nữa này. Bây giờ nếu mà CH là một cái em thôi được, tôi viết luôn. Mà CH là một cái em chữ cái là D thường này, D thường nhé. Đấy. Thì rất hay là cái phương thức đầu tiên là upper, upper. Đấy. Thì đây là phương thức sẽ trả lại cái ký tự là in hoa của CH. In hoa của CH. Mà cái hay là cái hàm mà là trong tôi sẽ mô tả bây giờ hai cái hàm, hai phương thức đơn giản nhất là phương thức là upper và lower. Upper là trả lại cái tự là in hoa của một cái tự khác, của cái tự đó, và hàm lower là trả về cái tự in thường của một cái tự gốc. Thì cái hay nhất của cái hàm upper và lower là nó hỗ trợ hoàn toàn cho tiếng Việt. Từ trước là chúng thấy là trong trong Pascal, trong C chúng ta phải xử lý tiếng Việt rất là phức tạp. Tiếng Việt nó không, vì những cái hàm của nó chỉ hỗ trợ cho tiếng Anh thôi, tiếng Việt nó không đúng. Thì bây giờ chúng ta hàm đưa lên liên hoa đưa xuống in thường chẳng hạn, nhưng mà trong Python nó chịu hoàn toàn. Đây khi tôi viết như thế này này thì là ngay là chữ D hoa, hiểu này. Vì tôi viết chữ đây D hoa này, D hoa này, hàm lower, lower thì nó trả lại là chữ in thường. Cái hàm này nó còn mạnh hơn là nó là một cái số bất kỳ chứ không phải là, để viết tôi viết nha, viết như là Hà Nội, viết in thường, xong tôi viết chấm upper thì nó trả lại tất cả các cái tự in hoa hết của cái Hà Nội, thấy không nào? Chúng ta chú ý với ở tất tất cả những cái hàm mà những cái phương thức của sâu đều trả lại một giá trị đấy. Nó khác nhé, nó khác với cái lệnh append. Lệnh append của list nó không, nó chỉ là một lệnh, nó không trả giá trị, vì lệnh đó nó thay đổi dữ liệu của bản thân cái đối tượng list. Còn sâu là kiểu dữ liệu thì cần là cái kiểu dữ liệu mà là bất biến, nó không thay đổi được, cho nên tất cả cái hàm mà liên quan đến xử lý sâu đều trả lại giá trị hết, nó không, bản thân nó không thay đổi. Thì như thế, tại vì viết nhé, vì tôi viết s thì bằng Hà Nội, được chưa? Bây giờ s cái hàm là hàm upper, hàm này sẽ trả lại một cái sâu khác, không không phải là s thì nhé, trả lại một sâu khác là viết chuyển lên in hoa của tất cả các tự của s gì, nó trả lại chỉ là Hà Nội, nhưng bản thân s không thay đổi, là nhớ nhé. Đấy. Rất như thế này, tức là s là kiểu dữ liệu bất biến, cho nên là tất cả những phương thức áp dụng cho sâu đó thì chỉ trả lại giá trị là một sâu của một đối tượng khác, còn bản thân sâu mẹ là không thay đổi vì nó là kiểu dữ liệu là bất biến. Đấy. Vậy chúng ta biết thêm được hai hàm là hàm lower và hàm upper, cái hàm mà là rất hay dùng. Được rồi, thế bây giờ tôi nói thêm một cái hàm khác rất là hay là hàm này. Có một cái hàm thì kiểm tra này, có một cái hàm là hàm
đây đây làm strip là s s s đây này, hàm này là hàm như sau. Hàm này là hàm sẽ xóa đi các ký tự trống thừa ở hai đầu của kia của cái sâu đó. Tại vì tôi S thì tôi viết bằng cái viết chữ Hà Nội nhưng mà tôi lại viết nhầm chữ này, tôi viết nhầm như này Hà Nội. Đây. Enter thì khi S thì S strip nó sẽ trả lại cái sâu khác, bỏ đi các cái tự trống ở ở hai đầu chữ S thì nên nó trả lại chữ Hà Nội như này, được chưa? Nhưng mà cái S và cái lệnh cái này nó chỉ trả lại, nó chỉ xóa cái tự trống ở hai đầu thôi, ở giữa nó không xóa được. Chúng ta muốn xóa cái tự trống ở giữa chúng ta phải dùng cái cách cách khác. Nhưng mà cái hàm này hàm rất hay rồi, cái hàm S là hàm rất là hay luôn. Là cái hàm như tôi muốn là gì, như tôi muốn là thay đổi và trực tiếp thay của S thì làm như nào, tôi làm như sau. Tôi S thì là nhé, mình tôi viết là S thì bằng thì nó sẽ đổi S thì S.S thì nó thay đổi S và tạo ra một câu mới và tôi gắn trả lại đúng S luôn, thì đúng thì S nó sẽ là như này, thay đổi luôn. Trên chúng ta ở trong trong Python chúng ta phải các cái lệnh mà làm việc với sâu mà muốn sửa trực tiếp trên sâu mà gắn lại luôn, chúng ta phải dùng lệnh này. Đấy. Dùng lệnh là S bằng, chứ chúng ta không thể viết là S không, viết thế này không thì nó chỉ là một, nó trả lại là nó trả lại là một, nó trở lại một sâu khác, còn bản thân S nó không thay đổi vì S là kiểu dữ liệu và bất biến đó, bạn bạn nhớ nhé. Đấy, đó là khi vậy lệnh S cũng làm lệnh theo tôi là hay, là cũng là rất là hay mà rất hay dùng, xử lý rất nhiều ở trên thực tế. Rồi thế bây giờ đây có lệnh là nên chúng ta biết tiếng Anh chúng ta cũng thấy dễ dàng, cũng dễ hiểu, không có gì là không không có gì là khó đâu. Rồi thì tôi nói thêm một lệnh nữa, một lệnh này là có ở trong sách là cái lệnh file. Lệnh file là một lệnh rất quan trọng. Lệnh file đây này, lệnh file F ở đây, lệnh file nhé. Lệnh file là lệnh sau, lệnh file là lệnh là tìm vị trí của một sâu con trong sâu mẹ, nếu mà không tìm thấy thì nó trả về là -1, còn nếu thấy thì nó trả về cái chỉ số đầu tiên mà nhìn thấy sâu con ở trong sâu mẹ. Đấy. Thế ví dụ như S thì đây tôi viết là cái sâu, ví dụ tôi viết một sâu là A B C A B C D C D, ví dụ như vậy nhé, sâu như vậy. Được chưa? Bây tôi muốn tìm cái sâu con AB, sâu con AB thì làm như sau, tôi viết là file file tiếp theo là gì? Không phải, xin lỗi. S file sau đó là viết cái sâu con ra, sâu con của chúng ta là AB chẳng hạn, thì nó sẽ trả về cái vị trí đầu tiên mà nhìn thấy cái sâu con là AB, nhưng mà đây chỉ trên là không này, thế nên cái hàm này nó sẽ trả ra giá trị là số 0. Thì bây giờ tôi thử tìm là AB nhé, bây giờ tìm CD, CD nó sẽ ở đây, vị trí ở đây, đây nó có hai CD nhưng nó sẽ trả về cái vị trí đầu tiên là vị trí này này. Em tôi viết lại như là S này, trong này file file đấy. CD thì cái lệnh file của nó có giá trị tổng quát như sau này, lệnh file của nó là như này, lệnh file file này, nó có cái tổng quát là nó là đầu tiên nó có một cái sub này là sâu con này, sau start end đấy. Như vậy là nó có thể tìm ở trong khoảng khoảng từ start đến end, như vậy tổng quát của nó là như sau là sub, sau đó là start start xong phẩy end, đây là khuôn dạng tổng quát của lệnh for, của lệnh file là tìm cái vị trí của cái sâu con sub ở trong sâu mẹ S, nhưng mà nếu không có start và end này thì máy hiểu là tìm cho toàn bộ, còn có start end thì máy chỉ tìm trong khoảng từ start đến trước end. Đấy, đến trước end. Như vậy đồng ra là nó cái khi viết như này thì chúng ta cái lệnh này thì tương đương với gì, tương đương với lệnh sau, tương đương với là lệnh như này, tương đương với lệnh là s thì start start end. Đấy.
Đây đây là một số con nhé. Đây là một số con xong là chấm file. Vậy là cái AB này là cái CD này là 7, bây giờ tôi bắt thử tìm cái bài này, tôi tìm từ vị trí 8 thì nó sẽ khác ngay này. Đây nhé. Tôi viết như thế này. Tôi viết là s.file cái câu CD nhưng bắt đầu từ vị trí 8. Tôi để bỏ qua cái em. Cái này là máy hiểu là tìm bắt đầu từ vị trí 8 chỉ đi. 7 là CD rồi. 8 là từ D thì bài sẽ trả lời đơn trả về là 9. Đấy. Được chưa? Mọi người này khác một chút nhé. À, đây này. Nhưng mà đây là cái lệnh như sau, là cái lệnh là tìm chỉ số đầu tiên của cái số con CD nằm trong SC nhưng bắt đầu từ vị trí 8 chuyển đi. Bây giờ kiểm tra một cái lệnh khác này, bây giờ file CD nhưng mà bắt đầu từ vị trí là 11, máy nó sẽ báo về là chỉ một. Không tìm thấy nữa vì đó nó nằm bên ngoài như vậy đó. Khi mà không tìm thấy thì nó trả về là trừ một. Thì lệnh file là lệnh rất hay sử dụng, rất là hay dùng, lệnh lệnh rất rất quan trọng nha. Một lệnh khác nữa rất là hay là lệnh cao. Lệnh cao là cái lệnh cao là lệnh như sau. Lệnh cao lệnh là đếm đếm vị trí xuất hiện của một số con. Đây, cái là như lệnh cao của thằng nhân viên S này, cao này, lệnh cao nó tổng quát hơn lệnh cao của đối với dãy. Đối với dãy là đếm số lập của một phần tử của dãy, thế này thì nó mạnh hơn vì tôi muốn tìm xem là cái chữ A xuất hiện bao nhiêu lần ở trong số S. Đây, nó sẽ 3 lần A này, 3 lần, nhưng mà mạnh hơn nhiều là S thì chấm cao AB. Đúng không? AB thì nó thể hiện là 3 lần. Thì lệnh cao là máy đếm như sau, máy đếm là cái số lần xuất hiện của cái số này mà là không trùng nhau, không lặp không trùng nhau ở trong số S. Bạn chú ý nhé. Không trùng nhau. Tôi lấy ví dụ khác cho nó dễ hiểu hơn nhé. S thì tôi lấy đây, ví dụ như là A B A B A CD đấy, bị đây nhé. Đấy. Thì S thì này chấm này file cái câu là ABA. Đấy. Thì các bạn đây là bao nhiêu lần nào? Thì ABA đây, ABA xuất hiện một lần ở đây nhé, ở đây này. Sau đó là vì máy tính máy 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 đếm xem là ABA xuất hiện không không trùng lớn lên nhau, cho nên là cái lần hai này nó không tính. Vì là nó trùng lớn lần trước cho nên tính đây là một thôi, nên đây là một thôi. Đấy. À tìm thấy như ở vị trí không. Đấy. Không, tôi là nhầm, đây là lệnh cao mới đúng nhé, tôi biết đây là cao, nhầm lệnh cao, lệnh cao của cái a, của cái ABA thì chỉ một lần thôi. Đấy. Thì chính cái lệnh cao là lệnh là đếm số lần xuất hiện của một số con trong số mẹ mà số lần xuất hiện là không trùng lớn lên nhau. Thì có cái bài tập về nhà là các bạn sẽ làm luôn, là hãy đếm số lần lặp mà được phép là trùng lớn lên nhau của một số con trong số mẹ. Ví dụ cái bài này tìm số lần xuất hiện của số con ABA trong số mẹ S này này thì nó theo lệnh cao thì nó là một lần, mà chúng ta nếu mà tìm kiếm là cho phép trùng lớn lên nhau thì phải phải là 2 lần. Đây là một lần nhé. Đấy. Lần thứ hai là đây. Thì một cái bài tập hiển nhiên là hãy viết vào cái hàm để đếm số lần lặp mà cho phép trùng lớn lên nhau của một số con trong số mẹ. Thì vậy cái hàm cao là một hàm rất là hay. Hàm cao nó cũng khác biệt so với hàm cao của list nha. Thì kiểm tra trong list qua hàm cao ngoài có biển kiểm tra cả. Thì cái hàm cao của list này là đếm số lần xuất hiện của một phần tử thôi, chứ nó không cho phép là kiểm tra số lần xuất hiện của một cái dãy con, không có. Đối với dãy không có, nhưng mà đối với sâu thì có. Như vậy là cả cái lệnh in là kiểm tra lệnh in và lệnh cao, phân tử in và lệnh và phương thức cao thì đối với sâu là nó khác so với list. Cái vấn đề chúng ta nhớ nhé. Đấy. Như vậy là chúng ta chú ý cái em có hai cái.
khác biệt giữa cái lệnh ở trong list và trong show nhé. Đây, lệnh in và lệnh count. Đối với list, mà đây là đối với show nhé. Đối với in là kiểm tra một cái show con trong show mẹ có nằm trong hay không. Còn list thì nó chỉ kiểm tra một phần tử thôi, kiểm tra một phần tử có nằm trong dãy hay không thôi, có nằm trong dãy hay không đấy. Còn đối với ical là đếm số lần lặp mà không trồng lấn lên nhau, không không trồng lấn lên nhau của số con trong sâu mẹ. Còn đối với em list thì nó chỉ là gì, cái hàm cao là đếm số lần lặp của một phần tử. Được chưa? Như vậy một số như vậy tôi vừa mới nói một vài cái gọi là cái phương thức các lệnh đơn giản liên quan đến show. Và đối với show thì nó có rất nhiều những cái những cái phương thức mạnh khác mà chúng ta không được học các bạn này. Nên theo tôi thì giáo viên chúng ta cũng không có biết hết đâu, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm hiểu, nếu có thời gian nên tìm hiểu sâu hơn. Thì năm nay chúng ta là bắt đầu dạy thì chúng ta có là học là thật tốt cái phần cơ bản để dạy tốt đã. Khi chúng ta đã dạy tốt năm rồi thì chúng ta nên dành thời gian để học sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn nữa. Thì chúng ta càng tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta càng có cái điều kiện để chúng ta dạy học được tốt hơn. Được chưa? Rồi, thế như vậy là tôi vừa mới nói xong các cái lệnh mà gọi là đơn giản nhất, đơn giản. Các bạn hãy tìm hiểu hơn nữa, mà tôi chỉ dừng lại đây, tôi sẽ không đi sâu vào cái này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ học sang hai cái lệnh mà theo tôi là rất là cơ bản, rất quan trọng. Hai lệnh này là nằm ở trong sách giáo khoa cái đồ chính thức, và nó rất quan trọng, là hai lệnh có tên là lệnh split và lệnh join. Đấy, để chúng ta kiểm tra lại nhé. BS của chúng ta nó là như thế này, để tôi viết lại này. Được chưa? Vì chúng ta đi lại cái F thì và chúng ta sẽ kiểm tra. Như vậy là chúng ta bây giờ tôi nói với các bạn cái lệnh split là một và hai là lệnh join. Đây là hai cái lệnh rất quan trọng, theo tôi là rất quan trọng, chúng ta dùng rất nhiều ở trong chương trình, nhất là những cái chương trình liên quan đến xử lý sâu, và chúng ta cần phải nhập dữ liệu từ bàn phím. Nhập 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 bàn phím là một dãy các cái số chẳng hạn, hay là một dãy các cái gì đó vừa số vừa sâu vừa chữ, thì dùng hai cái đó là công cụ xử lý sâu rất là tốt nhé. Thì đầu tiên là split là như sau, thì cái lệnh split là như sau, lệnh split là lệnh như này, lệnh split là lệnh nó sẽ trả lại giá trị là một cái dãy, nó là bản thân cái từ split nó là tách, và nó tách sâu s thành những cái từ cách nhau, mặc định là cách nhau bởi số cách nhé, bởi số cách, và nó sẽ trả lại là cái làm cái list gồm những cái phần tử là các cái từ, là cái từ đơn ở trong s gì đây, enter nó trả về nó chính về là chữ Hà Nội đây. Đó là bây giờ tôi mô tả một cái ví dụ như là S1, một cái họ tên đi nhé, cái họ tên này Nguyễn Văn Vinh Quang, vì tên người có bốn cái này nhé, thì là họ tên chấm split, nó sẽ trả lại là một cái là cái dãy gồm có các cái từ đơn là Nguyễn Văn Vinh Quang cho này như này. Nhưng mà cái hàm split là cái hàm rất quan trọng luôn nhé. Điều ngược lại đối với cái split là hàm join. Hàm join là cho trước một cái show như thế này, vì chúng ta cần nối lại với nhau. Đây, tôi lấy ví dụ tôi cho một cái dãy A bằng
là các cái tên, ví dụ tên 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 tôi nhé, chữ Bùi này, tên nhất là Bùi này, xong tên thứ hai là chữ Việt này, xong tên chữ ba là chữ tên tôi này, đấy như này nhé. Đấy, thế như vậy là A là dãy gồm có ba cái tên là chữ Bùi, Việt, Hà, Bì cần nối lại. Thế là như sau, chúng ta sẽ dùng ký tự nối, đây chính là ký tự nối, ký tự nối thường thường là một dấu cách, xong chấm dùng lệnh do và chúng ta họ A thì nó trả lại giá trị là một sâu, kết quả trả lại là một sâu. Đấy, chữ Bùi Việt. Như vậy là chúng ta hiểu nôm na là gì, là joy và split là những cái hàm ngược nhau. Split là cái hàm là tách một cái sâu gốc thành những cái từ đơn mặc định là dùng cái dấu cách để làm dấu ngăn ngăn cách. Còn cái join là ngược lại, có cái là chúng ta có một dãy các cái sâu chúng ta nối lại dùng một cái tự nối, thì mặc định cái split này là dùng dấu cách để làm việc tách ra, và mặc định cái join này là dùng cái tự dấu cách là để cho nối lại. Nhưng mà thực tế chúng ta có thể dùng một cái tự bất kỳ. Đấy, chúng ta sẽ học xong cái lớp, chúng ta sẽ làm bài tập cho để xử lý cái này nha. Rồi thì bây giờ đây tôi sẽ làm một số bài tập, mà một số cái bài tập để ứng dụng cái này, mà dụng cái này dùng rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ làm ngay một vài bài tập ngay ở trên lớp ngay ở đây nhé, mà cái bài là xử lý ngay ở trên lớp này nhé. Đây, như cái bài đầu tiên là như này, bây tôi nhập một cái nhập bàn phím một cái văn bản bất kỳ, nhưng mà tôi gõ nhầm, nhưng mà gõ gõ bị sai, nhưng mà dấu cách thừa rất là nhiều ở giữa và ở trong và ở cuối. Đấy, lúc tôi sẽ làm bài tập là dùng cái hàm 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 sheet để chúng ta xóa những các cái tự trống ở cuối, nhưng mà chúng ta gõ nhầm ở giữa thì không xóa được. Thế bây giờ chúng ta bài tập như sau này, cho trước một cái văn bản mà gõ nhầm rất là nhiều, là nhầm rất nhiều cái tự thừa, cái tự trống thừa, vì chúng ta cần phải sửa lại văn bản đó. Thế làm như nào, xóa đi tất cả các cái tự thừa là như sau. Thế lấy ví dụ nhé, chúng ta gõ một cái bài như này, Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp. Đấy, ta cũng như này đúng không? Đấy, nhưng mà S là một câu như này. Thì bây giờ làm nào chúng ta sẽ nối lại được. Thì như sau này, làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái hàm split, chúng ta tách ra, chúng ta viết là A bằng S chấm split. Chúng ta sẽ tách tách các cái từ đơn từ cái từ S ra, dùng dùng để mặc định thì là dùng cái tự trống để làm cái chỉ cái việc để làm cái tiêu chí cho việc tách. Như vậy khi A S split nó sẽ tách ra thành các cái từ Việt Nam tươi đẹp, và tất cả các cái tự trống nó bỏ ra hết nhé. Như vậy enter thì như vậy A nó sẽ là gì, là Việt Nam tươi đẹp. Bây giờ nối lại tôi dùng cái hàm, tôi dùng cái hàm này do nhà không nối lại là cái này đó. Thế thì biết là S thì bằng rồi được chưa, hoặc là tôi viết nhanh thì như sau, để tôi gộp lại đầu vào đây nhé, đầu vào đây này, đầu ra là chỗ này. Bây giờ tôi gộp lại tất cả cái phần A này, tôi gộp lại hết làm thành thành một lệnh nhé, là như sau này. Tôi viết lại S thì đây, bây giờ viết lại lại nhé, tôi viết lại cái S, tôi viết lại cái lệnh này này, đầu vào như này, đầu vào là S là như thế này đấy, đầu vào là như này nhé. Đây, bây đầu ra thì tôi lại viết lại S bằng như sau này, đây nối lại này, dùng lệnh join này, join lại, tôi chấm nhé, chấm này, join chấm lại. A thì chúng ta sẽ dùng ngay cái này, A là cái này luôn đấy, như vậy A chỉ là đây chỉ là S chấm split. Đấy, đây chỉ là cái lệnh, đây chỉ là dùng một lệnh thôi là chúng ta có thể sửa được lỗi của cái việc là nhập sai cái sâu S, sâu S nhập sai, dùng thừa những cái tự trống, mà chúng ta dùng lệnh này gộp của hai lệnh, lệnh split và lệnh join, chúng ta gộp lại là xong luôn, enter xong luôn và S thì được sửa luôn. Mà thấy rất nhanh để chứ, vậy là đây là cái ứng dụng ngay của cái hàm join và split là như vậy.
Được chưa? Bây giờ tôi làm thêm một vài bài ở trên này nhé. Bây giờ đầu vào nó tôi nhập một cái họ tên bất kỳ, và tôi cần tách ra phần tên, phần đệm và phần họ. Đây, SC tôi nhập vào làm cái tên bất kỳ nhé, có thể là nhiều ký tự, có thể là nhiều ấy. Ví dụ như là tôn nữ Nguyệt Minh. Đấy, bây giờ sao làm sao còn tách được ra là họ là tôn, gắn vào cái biến bên bên họ, tên là Minh, gắn vào cái biến lại bên là biến tên, và biến đệm tôi sẽ tạo ra cái biến là biến họ là một này, biến đệm là hai và biến tên là ba. Và làm sao tôi có thể từ cái S kia tôi có thể tách trích ra mà tôi lấy được cái biến là họ đệm và tên. Làm được không? Làm được hoàn toàn, vì ta cho ra chúng ta sử dụng cái split, cái hàm cái phương thức split và phương thức join là hai phương thức mà rất rất quan trọng nhé. Rồi sẽ làm như sau này. Đầu tiên chúng ta dùng hàm split, chúng ta tách ra cái họ tên kia, tách ra thành chữ là tôn nữ Nguyệt Minh riêng ra nhé. Đây thì viết là tôi gọi a bằng, gọi a là s chấm split, tách. Đấy, như vậy a bây giờ là cái gì? A bây giờ là nó chỉ là một cái dãy, một cái list gồm có các chữ là tôn nữ Nguyệt Minh. Rồi thì bây giờ thấy ngay nhé, thấy ngay là họ chính là phần tử đầu tiên của a. Họ thấy ngay on họ chính là a không, được không nào? Vậy là họ là xong, tính họ. Bây giờ tên, tên chính là phần tử cuối cùng của a, thấy ngay chúng ta gọi là tên bằng tên bằng a, cái phần tử cuối cùng của a chính là len a chỉ một thôi, len a chỉ một. Vậy thì tên chính là cái giá trị của phần tử cuối cùng của cái a của a. Đấy, vậy đây là họ này, họ chính là tôn và tên chính là mình. Bây giờ phần khó hơn là phần lấy ra, phải tạo ra được cái đệm đệm đây là nữ Nguyệt. Như vậy là chúng ta sẽ phải lấy ra một cái dãy con của a, bắt đầu từ vị trí không phải là tôn, vị trí là nữ, tức là bắt đầu từ chỉ số gì, bắt đầu từ chỉ số là một và kết thúc là Nguyệt chứ không phải là Minh. Như vậy kết thúc tại cái vị trí là tại cái chỉ số len a trừ hai đó. Thì tôi làm như sau, chúng ta lấy từ cái a ra thành lấy ra thành một cái thành một dãy con, tôi viết là b bằng a đây, bắt đầu từ một và kết thúc tại vị trí là len a trừ hai, tức là trước len a trừ một, đây chính là trước len a trừ đấy. Thì đây là cái chúng ta dùng cái khái niệm là dùng chỉ số đấy, lấy ra một dãy con của a bắt đầu từ một và kết thúc tại vị trí len a trừ hai, chính là cái cách viết là một hai chấm len a trừ một. Thì b chính là cái dãy các cái chữ để mà tạo ra được cái phần đệm là nữ nguyệt đây. Bây giờ tôi viết đệm như sau, đệm tôi chỉ việc ghép lại thôi, tôi bằng là gì, bằng là cái này và dùng hàm join thì tôi nối lại b xong. Như vậy là chúng ta tính ra là gì, là tính ra là họ đệm và tên. Quả thêm như vậy là rất là hay. Như vậy là cái hàm join và cái hàm split nó rất là hay ở đây nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ dừng ở đây và tôi sẽ làm cùng các bạn, chúng ta làm một vài cái bài tập đơn giản nhé. Bài tập đơn giản như bài tập một là như này. Bài tập một là cái bài tập mà là nhập từ bàn phím một cái dãy số nguyên nhé, và sau đó là tính và in ra dãy đó và tính, ví dụ thêm một câu nữa là tính tổng và tính số trung bình của cái dãy đó. Tổng như vậy nhé. Như vậy là tới giờ phút này thì học sinh mới làm cái bài là nhập từ bàn phím một dãy số nguyên cách nhau bởi bởi số cách. Ngay từ bắt đầu là không thực hiện được. Chú ý nhé. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa Python và Pascal và C. Pascal và C chúng ta có thể dạy ngay từ bài đầu tiên đã cho phép học sinh là nhập từ bàn phím một dãy số ngay từ bài đầu tiên. Rất là dễ. Còn với thằng này thì không, với thằng này thì rất là khó. Được chưa? Rồi thì bây giờ như sau này. Bây giờ tôi sẽ nhập từ bàn phím một dãy số nhé, chúng ta làm chương trình.
Bài 1 đến sau. Bài 1 là như này, chúng ta sẽ bài đơn giản là nhập từ bàn phím một dãy số nguyên nhé, cách nhau bởi dấu cách. Đó. Đấy, làm như xong. Chúng ta làm bình thường, chúng ta ví dụ bình thường đó, đầu tiên chúng ta nhập từ bàn phím, dùng cái lệnh này để chúng ta sẽ nhập từ bàn phím thôi, chúng ta dùng lệnh input bình thường nhé. Vì làm dãy hộ số chúng ta không thể đổi ngay được. Input đây, nhập nhập dãy số nguyên. Cái này là máy hiểu dãy số nguyên 200. Đấy. Nhập xong rồi. À, sau đó chúng ta sẽ chuyển vào một dãy thì chúng ta dùng cái hàm split. Đó. Thì ta sẽ biến đổi cái số nhập từ bàn phím thành một dãy các cái sâu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ phải biến các số đó thành thành số, dùng cái hàm in chúng ta đổi. Chúng ta dùng lệnh for i in range len a. Đấy. Thì với như vậy chúng ta sẽ biến đổi ngay trên trên dãy đó. AI chúng ta viết là bằng lại dùng hàm in, và đây là AI. Được chưa? Đấy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ ra số đây. Chúng ta sẽ print. Print này. Dãy đã nhập là xong phẩy a. Đấy. Không cần dấu cách nhé, bởi vì là lệnh print nó cho phép là chúng ta là cách in ra dấu cách ở giữa hai cái tham số rồi nhé. Sau chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ làm viết chương trình là viết cái đoạn chương trình là tính tổng và trung bình nhé. Lệnh thứ hai là để tính tổng chúng ta dùng hàm sum nhé. Tổng chúng ta sẽ dùng cái hàm sum của a, còn trung bình chúng ta phải làm không, nó không có hàm trung bình, chúng ta phải tính một tí trung bình. Chúng ta dùng hàm sum chúng ta chia cho len a. Đây là cái lệnh ngoài mặt trận đơn giản nhé. Nhập từ bàn phím đây, phóng to nhé. Nhập từ bàn phím một dãy số nguyên, thì đây là cái đoạn chương trình mà xử lý đây. Xử lý một dãy số nguyên ở trên từ bàn phím nhé. Và sau đó in ra như thế này. Đấy. Được chưa? Vì tôi ghi đây này. Nên ghi cái bài này tôi ghi lại cho chúng ta bài bài sắp cho ra chạy, chạy thử. Nằm trong cái chuyện này. Đây là nhập nhập dãy số được chưa, mình chạy thử nhé. Xong lỗi không, đây mình chúng ta nhập, bây giờ nhập số là số 12, số cách này 7 này, trừ 9 này, 11 này, 56 này, 99 này, 0 này, 100 này. Enter. Ổn. À, chỗ này nhầm nhé. Chỗ này là sum và sum A nhé. Đấy, lỗi là chúng ta biết ngay. Đấy. Sum A. Đấy, chạy thử nào. Mình sẽ chạy lại này. 12, 5, 11, trừ 9, 100, 6, 7, 8. Enter. Đấy. Thế đã nhập là 12, 5, 11, trừ 9, 167, 97 đấy rồi. Tổng là 202 và trung bình là 25.25. Thấy không nào? Vậy cái bài tập đơn giản như vậy thôi. Bạn hiểu chưa? Vì bài này nhé, bài này bây giờ đây là cái đoạn chương trình để chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một cái dãy số nguyên này. Sau chúng ta dùng hàm split này, dùng hàm split này, sau đó chúng ta sẽ dùng hàm for chúng ta đổi đổi các cái giá trị của phần tử của a, dùng hàm in để ta đổi.
thì toàn bộ chỗ này chúng ta có thể gộp lại bằng một lệnh chúng ta làm được không? Làm được. Chúng ta dùng chính 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 cái chức năng là gì? Chính cái chức năng là tạo dãy nhanh hôm trước tôi nói đấy. Vì như vậy cả bốn lệnh này chúng ta phải đưa vào đúng một lệnh là làm được như sau nhé. Đây, để tôi sửa lại này. Bây tôi ghi lại, tôi ghi cái này thành cái CVS sang cái bài cái dãy bài số 2 chúng ta lưu lại để sau này chúng ta có xem lại. Cách hai là chúng ta sẽ cái vùng mà tôi đã tô vàng ấy, chúng ta sẽ viết gộp lại, viết nhanh lại thành 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 một thành lệnh này. Thì có làm được không? Đây, làm như sau nhé. Chúng ta viết là A, chúng ta gắn cái quả A này, dùng như này này, đó nhé. Rồi, cái này làm nhanh này. Đây, cái cách này chúng ta dùng như này nhanh nhé. Thì như sao như ra rồi vậy, là in này, dùng hàm y x này, đấy, for này, in in cái gì? Tức là đây là cái hàm i nhé, i là bằng in. Tức là cho x thì chạy trên cái dãy nhập vào từ bàn phím, từ bàn phím, và mỗi x thì như vậy chúng ta dùng hàm in cho đổi sang số và đưa nó về dãy A. Bây giờ x in cái gì? X in như sau, x in cái dãy từ bàn phím là chúng ta dùng cái lệnh input. Đây, chúng ta dùng lệnh input chúng ta mở ngoặc, chúng ta viết là gì, là nhập nhanh này. Ôi. Nhập dãy số nguyên. Đấy. Hai chấm dấu cách. Đóng nhanh. Thì đây là input mà đây là input mà đây là cái lệnh mà input nhập từ bàn phím của dãy số nguyên. Nó trả về là một sâu, sau đó chúng ta sẽ trả về xong chúng ta dùng ngay lệnh split ở đây. Split. Đấy, được chưa? Thế như vậy là toàn bộ 1, 2, 3, 4 lệnh này chúng ta thay bằng đúng lệnh này là xong. Cứ xóa đi này, xóa. Như vậy chúng ta sẽ chỉ còn một lệnh thôi, đi nhé. Nhắc lại lệnh này như sau này. Chúng ta dùng lệnh input, được chưa? Nhập vào từ bàn phím này. Nhập xong là trả về là một cái là một cái làm cái sâu này. Chúng ta dùng dùng hàm split để chúng ta tách ra thành một dãy này. Sau đó chúng ta dùng kỹ thuật là dãy nhanh, chúng ta cho x chạy trên dãy đó và chúng ta đổi sang cái là số nguyên. Đấy. Cái làm là như vậy. Như vậy là game từ giây phút này là nếu mà học sinh mà thông minh là có thể hiểu được ngay cái này. Nhưng cái hàm này mà biệt tự lệnh này mà nói ngay điều đầu tiên học sinh sẽ không hiểu. Đấy, nhưng mà từ giờ phút này là học sinh sẽ hiểu được. Đấy. Bạn thấy không nào? Như vậy là vẫn dùng một lệnh thôi. Nhưng mà như vậy là Python nó cho phép viết rất ngắn lệnh là vì vậy. Rất ngắn lệnh. Thì tôi chạy lại thử nhé. Xem là như thế nào. Đây, chạy lại đây. Đây, như vậy như là 12, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Đấy. Máy tính chính xác hoàn toàn, số đấy nhập là 12, 6, 7, 8, 8, 9, 100 đây. Trung bình là 3, 6, 6 và trung mà tổng 3, 6 trung bình là như này. Thế nhưng mà chúng ta dùng, đây là cái bài tập là nhập từ bàn phím một cái dãy số nhé. Bằng bàn phím một cái dãy số. Chúng ta xử lý được. Nếu mà chúng ta cái dãy số đó mà chúng ta làm nó là số thực thì chúng ta đổi cái hàm in thì hàm thành hàm float thì là nó sẽ được. Đây là hàm nguyên nhé. Nhưng mà chúng ta nhập số nguyên thì đây là dùng hàm nguyên, còn nếu mà nhập dãy số đó là số thực thì chúng ta sẽ phải phải đổi thành số thực, còn nếu mà dãy đó mà nó là xen kẽ giữa thực và nguyên thì chúng ta sẽ phải xử lý thêm. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi làm bài số 2 nó phức tạp hơn một chút nhé. Bài số 2 là như thế này. Bài số 2 là nhập từ bàn phím một cái thông tin như sau và xử lý tại chỗ như sau. Đây. Bài số 2 là như này, tôi nhập từ bàn phím một cái như thế này. Nhập từ bàn phím là một cái tên người, ví dụ như là Bình. Bình. Sau đó là nhập các cái điểm số của Bình, ví dụ như là 7 5.6 10 12. Số lượng là tôi không biết. Nhé, tùy ý. Nhưng mà đầu tiên là cái tên nên phải là một sâu trọn vẹn, không 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 có dấu cách nhé.
Đây, như vậy đây là chúng ta nhập toàn phím là tên, họ tên và điểm số của người đó. Đầu bài cần in ra sao? In ra là phải in ra là dạng điểm trung bình của mình là, nhưng mà chúng ta phải tách phần tên ra này, và chúng ta phải tính được trung bình của cái điểm này và thông báo ra. Output ra là như sau, output ra là điểm trung bình của Bình, của bạn Bình hay của Bình là đây. Ví dụ như là chỗ này tương lượng là 8.12 chẳng hạn. Đấy nhé. Vậy đầu vào của chúng ta là một dãy các cái giá trị, nhưng mà nó xen kẽ giữa sâu và số thì chúng ta phải xử lý khác đi. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm nhé. Chúng ta hiểu bài này chưa nhé? Bây giờ chúng ta làm bài tập nữa, là cái một bài tập mới hơn nữa là nhập giá trị là tên học sinh và dãy các điểm số. Bài này là như sau, bài này là nhập từ bàn phím tên học sinh cộng dãy điểm. Điểm này là sẽ chụp hết nhé. Và đầu bài là gì? Đầu bài là thông báo điểm trung bình của học sinh đó. Được chưa? Đấy. Bài tập đơn giản thôi, nhưng mà tôi làm để cho chúng ta quen dần lên nhé. Những bài tập mà đây, những bài tập ví dụ là đơn giản. Được rồi, đầu tiên chúng ta nhập, và bài này thì rất là không thể viết tắt được. Bài này thì rất là phải xử lý hơn sâu, chứ không thể nào không 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 thể dùng như này được. Chúng ta sẽ phải xử lý sâu hơn một chút nhé. Rồi, bây giờ chúng ta như sau, chúng ta S là chúng ta nhập từ bàn phím, làm từng bước một chúng ta hình dung được input nhé. Nhập nhập tên học sinh và dãy điểm. Tất nhiên là chúng ta yêu cầu là cái người đó là phải nhập chính xác. Rồi, tiếp theo chúng ta vẫn dùng cái hàm split, chúng ta tách ra. Tôi vẫn để là A đi cho tiện. A vẫn là gì? A vẫn là F chấm split để chúng ta tách ra. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tách rồi, chúng ta sẽ lấy ngay tên của tên sẽ là cái phần từ đầu tiên của cái A đó, chính là tên. Tôi dùng cái từ tôi dùng cái viết là HS thì học sinh, học sinh chính là A0. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ tách ra phần phần cuối. Thì như sau này. Tôi làm như sau nhé, tôi có thể dùng cái này, tôi lấy ra cái số con của A mà bỏ đi cái phần tử đầu tiên, chỉ gồm lại của nó là toàn toàn là số thôi. Thì tôi viết là A bằng A, đúng không? A bằng A và đây là gì? A đây. Len của A trừ 1. Không phải, xin lỗi. Bắt đầu từ 1 chứ. 1 và cuối cùng là đây. Cái này thôi. Thì đây là gì? Đây là lấy ra cái số con của A bắt đầu từ 1 cho đến hết, như bỏ đi phần tử đầu tiên, được chưa? Rồi, sau đó bây giờ tôi mới xử lý cái phần số, tôi chuyển sang số, tôi viết là A bằng anh đây. In, xin lỗi, đây là float. Float của x for x in A. Nhanh nhé. Đấy. Như vậy là gì? A là cái dãy mà dãy các cái sâu bắt đầu từ nhập nhập vào. Ví dụ như là bình 7 8 9 10 như vậy. Sau tôi tách ra và cái soạn đầu tiên của nó chính là HSC. Là học sinh đây. Lấy ra. Sau tôi lấy tách phần còn lại là A1 và như này. Đây chính là cái dãy con mà bỏ đi phần tử đầu tiên của A. Sau đó dùng cái kỹ thuật tạo dãy nhanh để tôi chuyển hết các phần tử của A sang số thực. Rồi, và bây giờ tôi sẽ in ra. Đây. In ra cái điểm trung bình của mình, đúng không? Thông báo là print. In ra là điểm trung bình của bạn phải học sinh
nhé, phải là hai chấm đóng nháy là cái gì, là sum của a và chia cho len a, điểm trung bình của mình này. Đấy. Điểm trung bình của bạn Thầy Evelyn viết sai rồi thầy ạ. Perin chị em này, ok nhé. Đó. Cái bài này là cái bài làm mà nhập dữ liệu, nhập thông tin học sinh và điểm. Và thế cũng dễ dàng, nó không có gì đúng không? Nên bây giờ chạy thử cho đúng không nhá. Bây giờ chạy thử này. Này, bình. Xong là bây giờ tôi lấy ra bình là 7 8 9 10 4 điểm. Để cho mình thường bình bạn bình là 8.5. Đấy, chắc là đúng, không bị sai. Điều bài này mà tôi yêu cầu là gì? Là nếu mà này tôi yêu cầu là nhập vào không phải là bình mà nhập vào cả họ tên thì làm thế nào, thì rất khó luôn. Nhập vào như là Đỗ Hòa Bình. Đấy, thì nếu mà tôi nhập cả họ tên thì phải yêu cầu như sau, và là phải yêu cầu đó là thay đổi. Nếu như mà nhập vào đầu vào của chúng ta không phải là, không phải chỉ một chữ bình mà cả vào họ tên, ví dụ tôi nhập vào đầu vào là như này, nhập vào là Đỗ Hòa Bình thì tôi phải làm như sau. Tôi phải có cái dấu phẩy ở đây, đó là 7, 5, 6, 10, 12. Như vậy là chỗ này có phải có dấu phẩy. Đấy, có dấu phẩy nhé. Thì nó mới tách được, thì nó mới nếu mà không có dấu phẩy ở đây thì nó tách cả Đỗ, cả Hòa Bình rất là không thể xử được, xử lý cũng được thôi nhưng rất là khó các bạn ạ. Bài này nhưng mà tôi để dấu phẩy ở đây này thì nó sẽ xử lý dễ hơn rất nhiều lần. Đấy, bài này là mình về tôi sẽ làm lại bài tập này nhé, tôi làm lại bài tập này tôi xử lý ở đây là dấu phẩy, sau sau họ tên của học sinh thì là dấu phẩy. Như vậy là phía trước của cái dấu phẩy này là thì nó là một số ký tự, còn sau dấu phẩy này là một dãy các cái là một dãy các số, được chưa? Đó, thì cái làm như sau, để tôi mô tả cái làm như sau nhé. Còn bài tập về nhà là như sau, bài tập về nhà là các bạn là giải bài tập này nhưng mà sau chế độ hòa bình vẫn là dấu cách thì khó hơn nhiều. Thì các bạn về nhà các bạn làm thì đã là bài tập cho học sinh giỏi rồi. Còn bây giờ tôi làm lại bài này nhé. Như vậy là với cái đầu vào chuẩn là như vậy, đầu vào chuẩn của cái đầu vào là đầu tiên họ tên học sinh, sau dấu phẩy, sau là dãy các số, các điểm cách nhau bởi dấu cách. Thì chúng ta làm như sau. Thì chúng ta chú ý là cái hàm split ấy, cái hàm split ấy, nó có cái mặc định của nó là để như này, là các cái từ của S thì dùng dấu cách làm mục tiêu trí tách. Còn nếu chúng ta mà để ở đây dấu phẩy ấy, thì nó là dùng dấu phẩy để làm tiêu trí tách. Đấy, như vậy là cái dạng tổng quát của cái hàm split là split sẽ là mở ngoặc, đó là cái ký tự dùng làm tiêu chí để tách từ. Chúng ta có thể dùng dấu phẩy để tách cũng được, dùng cái gì cũng được nhá. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ là tôi bài này tôi phải xử lý như sau. Tôi dùng cái này để tôi làm. Và chú ý là tên học sinh có thể như này. Tên của học sinh có thể là tôi nhập vào như này, tôi nhập vào là có thể nó thừa dấu cách. Ví dụ là tôi nhập vào như này, tôi lấy ví dụ nhập vào là như này nhé. Nhập vào như là Bùi Việt. À, sau đó lại phải ở đây chứ ở đây có dấu cách, như ở đây thì nó bị thừa này, thì chúng ta sẽ phải xóa đi cái xóa bớt đi cái dấu cách ở đây cho nó đẹp. 7 5.6 10 12. Thế được, cái này không quan trọng lắm nhé. Chúng ta xử lý hai lần. Lần đầu tiên chúng ta dùng dấu phẩy, chúng ta tách ra phần tên và phần điểm. Sau đó phần điểm chúng ta lại 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 tiếp tục, chúng ta lại dùng cái hàm split, chúng ta tách nữa, tách làm hai lần. Rồi bây giờ tôi làm như sau, tôi làm nhanh nhé, tôi làm chậm, dần dần cho bạn hiểu, làm chậm nhé, làm chậm cho nó. Như tôi sẽ cách hai là làm nhanh. Như vậy cái bài này là cái bài tổng quát của bài trên, tôi đây cái bài tổng quát nhé. Nhập họ tên học sinh cộng với điểm, cộng với các điểm giữa tên và điểm là dấu phẩy. Sẽ làm hơi vô tăng một chút thôi nhé. Đây bây giờ S này bằng này,
S thì bằng này input này lúc beta anh xong việc anh phải gọi cho xuống ăn. nhá, S là nhập dữ liệu, dữ liệu học sinh. Cái mảng dạy tất nhiên là phải hiểu học sinh phải nhập chính xác rồi nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ như sau, chúng ta sẽ dùng một cái em là chúng ta sẽ dùng một cái em là một cái dãy khác đi, cái ký hiệu là ký hiệu là gì, ký hiệu cho nó C thì phải dùng, không không dùng A, A ta làm sao phải dùng A C nhé, C là sao, C là S split. Split nhưng mà không phải là thế này mà là thế này, phải thì khi mà tôi làm thế này thì mà cái S thì chỉ tách ra làm hai phần đấy. Phần đầu của S thì chính là gì, chính là phần họ tên của học sinh, còn phần sau chính là cái dãy điểm, được chưa? Rồi thì phần đầu tôi làm như sau, phần đầu là C, là cái C là cái dãy nó có hai phần tử thôi, phần đầu chính là C0, thì như vậy tôi biết là học sinh bằng C0. Còn nếu các bạn muốn là xóa hết tất cả cái tự trống ở sau cái tên trước dấu phẩy thì chúng ta dùng hàm, chúng ta dùng S strip thì nó sẽ an toàn nhất. Đó, như vậy là tên học sinh nhé. Tiếp theo là phần sau, phần sau là tôi sẽ ký hiệu đây là A sẽ bằng phần sau, chính là bằng là C1. C1 chính là cái phần sau, C1 chính là cái phần mà là 7, 8, 9, 10 gì đó nữa. Phần đầu tiên là Đỗ Hòa Bình này, sau đó dấu phẩy, đúng không? Phần sau là dãy điểm. Đấy. Và bây giờ tôi xử lý cái dãy điểm này. Đấy. Xử lý ngắn hay dài là tôi xử lý nhanh nhé, cho nó dễ nhé. Xử lý nhanh như sau này, A này bằng này. Float này. For x in a chấm split. Và đây chúng ta sẽ không dùng đấy, chúng ta ở cái hàm này chúng ta split là chúng ta không dùng gì cả, nên như vậy chúng ta lại dùng cái dấu cách để làm tiêu chí tách, còn ở chỗ này là dùng cái dấu phẩy để làm ký tự dấu phẩy, còn đây chúng ta là dùng ký tự là trống làm dấu cách. Đây như vậy là A bằng C1 thì chúng ta sẽ thậm chí chẳng cần cái này, tức là xóa đi cho nó dễ nhé, ngon lành. Ở đây dùng đây trên hình C1 luôn cho nó dễ này. Đấy, đỡ phải biết thêm như này. Đấy. Vậy là C0. Khi ST làm S là split tách ra làm tách ra thành thành là một dãy C thì C0 chính là cái tên của học sinh và C1 chính là cái dãy các cái số. Bây chúng ta dùng hàng split cho tách tiếp cái C1 ra, chúng ta ghép lại chính là cái dãy A. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp, chúng ta copy ở đây thôi, chúng ta copy này là xong này, à, chúng ta đây, print cái này ra là copy lại cái này, đỡ phải chạy lại. Đấy. Được chưa? Nhưng mà bài này cũng viết là khá ngắn nữa. Bây giờ bài này nó ghi ra là nhập mà học sinh và dãy điểm. Và thấy coi như chúng ta có thể là dùng rất nhiều những cái phương án khác nhau để chúng ta xử lý cái phần này. Bây giờ tôi chạy thử nhé. Đây, tên là Đỗ Hòa Bình. Tôi có thể viết cách ra là tôi viết này cho nó 7.9 này, cách ra là 10 điểm này, 7 này, 8 này là 9.1. 9.1. Enter. Điểm trung bình của bạn Đỗ Hòa Bình là 8.4. Đây làm nhanh, làm gấp thôi, làm tắt thôi. Chúng ta không cần đi ra cái A này, tính luôn. Summa chia len A. Nhưng mà không như vậy, chúng ta vẫn là dùng hàng split, chúng ta phải làm hai lần. Lần một chúng ta dùng ký tự dấu phẩy, ký tự dấu phẩy làm ký tự tách. Và lần hai thì cái phần sau này, phần điểm sau này chúng ta dùng cái hàm split bình thường là tách được hay không. Như vậy là rất rất đa dạng, những bài tập liên quan đến sâu này là nó rất đa dạng, để dùng cái hàm vẫn là hàm split thôi mà thực tế nó rất là đa dạng, nó lúc thế này lúc thế kia, chúng ta phải xử lý từng phần cho nó chính xác. Đó thì đó là cái
liên quan đến cái đến sâu nhé. Tôi kiểm tra xem phần sâu chúng ta còn gì cần phải nói nữa không nhỉ. Đấy. Thầy ơi, Thôi. cho em hỏi cái thầy. Hỏi đi. Thầy nhờ nhờ thầy mà làm một cái bài này, ví dụ như là bạn Đỗ Hòa Bình mà muốn lấy ra tên chữ Bình không, mà ví dụ như tên này mình có ba cái ký tự Đỗ Hòa Bình, hoặc là bạn hồi nãy là bạn gì, Bốn có bốn trên đi đúng bốn bốn dạ bốn ký tự với thầy, mà mình chỉ lấy cái tên cuối cùng không có thầy, thì mình làm sao thầy? đây này, cái hàm này này vẽ làm rồi mà nhỉ. Không, bây giờ một cái là ba ba ký tự, thì mình nếu mà mình biết được ba ký tự rồi thì mình lấy cái ký tự thứ ba rồi, nhưng mà ví dụ như người ta cho mình cái sau đó cái tên nó là 3 4 5 gì đó, thì mình muốn lấy cái tên ra không thì Đây mình làm này, sao tôi thầy? làm rồi, chị lớp rồi, làm rồi mà. Đây này, đây này, tên là chỉ là cái này này, là phần tử cuối cùng của cái A này, nhập 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 vào này, nhập vào là tôn nữ Nguyệt Minh nhá, đúng không? Chúng ta dùng hàng split cho tách ra, chúng ta trả về là A. Thì A là cái dãy cái tên đó, tên các tên các từ đơn là tôn nữ Nguyệt Minh, thì cái tên chính là cái phần tử cuối cùng của A, chính là cái này, chính là cái này này, cái này, thấy không nào? Dạ dạ Em hiểu thấy chưa? rồi, cảm ơn thầy. Không quan trọng là Dạ ba dạ bốn dạ năm như thế nào cũng không, tên có thể là 10 dạ tên dạ chẳng sao rồi. cả. Đấy. A không thì A không là A không chính là họ, còn là A lên A chỉ một chính là tên, còn là phần giữa là phần này này chính là phần phần đệm, phần đệm đây đúng không? Phần đệm nó chính là dùng cái hàm này là chúng ta join lại. Như vậy tổng quát luôn, chứ không cần phải, không cần là ba hay bốn. Nhưng bài này chúng ta có thể làm, bài này chúng ta có thể tách ra rồi chúng ta thế nào túy xử lý sâu rất thoải mái mà, rất là nhiều sâu, rất là nhiều túy. Được rồi, đấy, như vậy là một số cái liên quan đến sâu. Thế như vậy là buổi hôm nay là tôi sẽ vừa trình bày các bạn là những cái mà có trong cái sách giáo khoa tôi chính thức là trong là hẳn hai bài đấy, hẳn hẳn bốn tiết đấy. Tôi vừa trình các bạn là đúng là bốn tiết ở trong sách giáo khoa luôn. Đấy, nhưng mà là xong hết cả phần phần sâu rồi thì đến buổi hôm sau thì tôi sẽ trình bày thêm các bạn một số những cái bạn nâng cao hơn cho phía sâu, một số cái mà ngày xưa tôi định là những đưa vào trong chương trình nhưng mà do là hội đồng thẩm định là cắt đi không đưa vào, thì theo tôi là một số cái cũng cũng một số cái là theo tôi là quan trọng chúng ta cũng nên biết, vì học sinh cũng rất rất dễ bị lỗi khi mà chúng ta xử lý cái sâu, vì đặc thù của cái sâu ở trong bản thân nó là sâu, nó là cái tự Unicode hết, mà Unicode nó rất là phức tạp, cho nên là khi gõ một cái lệnh Unicode ấy, một cái dòng chữ Unicode là nó hay bị lỗi, nó hay bị lỗi. Thì tôi buổi sau tôi sẽ có một cái buổi sẽ nói thêm về về các cái một số một vài cái tính năng gọi là nâng cao hơn so với sách giáo khoa về sâu, mà có lẽ chúng ta sẽ buổi hôm sau là cái buổi mà tôi muốn là vừa tổng kết lại sâu mà cũng chúng ta cũng là có thời gian thì chúng ta sẽ làm sửa cả một số bài tập liên quan đến cả dãy nữa. Thì hôm nay về sau buổi hôm nay tôi sẽ viết lên nhóm của chúng ta cứ thôi cô viết lên là 10 bài tập đơn giản liên quan đến xử lý sâu nhé, và đến buổi sau có điều kiện thì tôi sẽ chữa một số bài khó ở trong 10 cái bài này, và trước lại cả 10 một trong 10 bài một số bài trong 10 bài của phần dãy nữa. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Em cảm ơn thầy. Rồi thưa chúng ta nghỉ nhá. Thế buổi sáng mai có ghi lại không ạ? Cái gì cơ? Buổi sáng mai dạy thầy dạy có ghi lại không ạ? Sáng mai có, sáng mai là buổi Thế nâng sáng cao mai hơn, mới nhưng sáng sợ. mai là buổi rất nâng cao cho nên là các bạn có thể xem sau cũng được. Mai là tôi có Mấy giờ? nhé, sáng mai là 9 Thầy giờ ghi nhé. Thầy ghi Dạ lại mình thầy. đăng lên nhóm với nhá thầy. Dạ thầy ơi. Ôi. À, mấy mấy bài mấy bài tập thầy giải, thầy có thể giải xong rồi xin cho tụi em xin file với được không thầy? Tôi sẽ giải mà nhé. Thế các bạn muốn Dạ, làm giải rồi cho tụi em up mấy cái file lên cho tụi em xin. ok ok rồi. Dạ. Bia lời giải, tức là hôm nay về tôi sẽ cho các bạn là 10 bài tập nữa về sau này.
Thì các bạn có muốn là tôi giải là toàn bộ 20 bài không hay chỉ giải một số bài thôi? Hay Dạ là dạy hết luôn tôi thầy. giải hết và đưa các bạn hết nhé. Dạ dạ Ok, vậy được thì tốt quá, cảm ơn thầy. đấy. Ừ, thế nhé. Giải hết đi thầy. Dạ thầy cứ dạy hết rồi thầy gửi bọn em Được lên rồi, cũng được. thầy. Ok. Cũng có tham gia mà tham đơn giản mà, có gì đâu nhé. Ok. Nhé. Dạ em chào thầy. Mời chào các bạn nhé. Để em chào thầy ạ. Dạ rồi em chào thầy ạ.